Hello, xin chào tất cả mọi người, Sport Hùng đây. Và 24-25 tháng này Hùng sẽ chuyển kho hàng từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Long Biên. Vì vậy mà Hùng quyết định rằng với những mẫu giày còn lại, mẫu giày cầu lông và giày chạy Hùng sẽ thanh lý nốt. Hùng sẽ để giá khuyến mãi tốt nhất cho anh em. Thì chúng ta đi ngay thôi, đầu tiên Hùng sẽ giới thiệu giày chạy trước. Thì ra nó chỉ có 2 đôi thôi. Và các mẫu giày cầu lông và từ tầm thấp đến tầm cao nha mọi người. Từ tầm thấp đến tầm cao, theo lần lượt thứ tự là như vậy. Và số lượng hàng thì nó còn rất là ít thôi. Vì đợt này đang dịch thì Hùng cũng không nhập được hàng, số lượng hàng cũng còn rất ít. Thì quyết định là bán nốt để chuyển kho hàng cho nó nhẹ nhàng. Đầu tiên là Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người cái mẫu đây, mẫu giày chạy nhá, giày văn linh. Mẫu giày này là Li-Ning ARHN113. ARHN113. Đây là giày chạy tầm cao của hãng Li-Ning. Với giá gốc là, mọi người có thể nhìn đây, tất cả mã và các thứ trên hộp này. ARHN113 gạch ngang 2, số 2 là thể hiện trong màu sắc. Giá gốc là 439 tệ và size của đôi này là size 7US, nó là size 39.5 của hãng Li-Ning, tương đương với size 39 của hãng khác. Thì đôi giày này giá gốc là 439 tệ, nó rơi vào khoảng 1.6 triệu nha mọi người. Khoảng 1.6 triệu thì Hùng bán khuyến mãi, bán nốt với giá 650.000. Màu này duy nhất size 39.5, tức là nó sẽ bằng size 39 của các hãng khác ấy. Nếu mọi người đi size 39 hãng khác thì đi đôi này là 39.5 nha. Vì đôi giày này chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta có thể nhìn thấy đôi này rất là chất, rất là mềm và rất là êm. Hùng vừa bẻ gãy là bẻ vừa gặp đôi giày nó làm gãy này đấy. Đấy. Đôi giày rất là êm, rất là mềm, rất là nhẹ, nhìn cái đế này. Nhìn cái đấy đã thích rồi, giày tầm cao nha mọi người. Khá là dày và chất liệu là chất liệu giảm chấn và linen ABC. Đấy. Thì rất là êm và đặc điểm đôi giày rất là nhẹ về chất liệu vải. Đôi giày sử dụng vải dệt có giãn 3 chiều. Rất là đặc điểm của này là đi vào chân rất là ôm chân, thoáng khí và cảm giác rất là dễ chịu. Đôi giày này rất là nhẹ, êm. Hai bên cạnh thì nó có hai miếng nhựa có khắc biểu tượng linen đây. Hai miếng nhựa để giữ form ở hai bên và ở gót này nó cũng có một miếng nhưng mà nó ở phía sau bên trong. Đấy, đây là dòng running nhá, Li-Ning running. À, thêm một đặc điểm nữa đó là đôi giày này cổ chun có giãn. Cái việc cổ chun có giãn này sẽ giúp chúng ta xỏ va ra và tháo vào rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần kéo cổ chúng ta đút chân mà thôi. Cái dây này thì chúng ta chỉ buộc duy nhất lần đầu tiên sao cho vừa với chân chúng ta, và những lần sau thì chúng ta chỉ việc 650.000 anh em, 1.6 triệu siêu còn 650.000, phí ship anh em tự thanh toán. Còn hai đôi size 39.5 anh em. Cũng là đôi giày đó nhưng mà màu xám đen. Còn một đôi size 40 nha, giá cũng thế. Rồi chúng ta đi đến hai mẫu giày cầu lông giá rẻ. Tuy nhiên thì size số rất là lẻ. Mẫu giày Li-Ning AITN 097 màu bạc. Đây là mẫu giày tầm trung của hãng Li-Ning. Với giá gốc là 1.250.000. Đây là dòng đế khá là êm và nhẹ của hãng Li-Ning. Khá là êm và nhẹ. Anh em có thể mua đôi giày này vừa đánh sân bê tông vừa đánh sân thảm đều ok hết. Mà lại rất tiết kiệm chi phí. Màu bạc cũng là một cái màu rất là đặc biệt, là hiếm khi có đôi giày nào màu bạc. Về chất liệu da thì đôi giày này sử dụng 100% là chất liệu da và đảm bảo cam kết anh em là da ngon và không bao giờ có chuyện bị bong da hay là bị nổ da. Nếu mà xảy ra trường hợp đấy thì bảo hành và đền cho anh em luôn. Nên không lo vấn đề bong nổ da, riêng về giày Li-Ning không phải lo về vấn đề đấy. Đấy, màu bạc thì nhìn nó cũng khá là đặc biệt và phong cách đôi giày cũng khá là đơn giản. Đôi giày này cũng tương đối ôm chân. Tuy là không đến mức ôm lắm nhưng mà đi vào chân cảm giác nó cũng khá là ôm. Đấy, đặc điểm nhẹ êm, có cả công nghệ chống lật, dòng đế này là dòng đế có chống lật rồi. Trọng tâm đế thấp đi rất an toàn. Đấy thì đôi này Hùng chỉ còn duy nhất size 40 thôi. Nói chung là hôm nay thì cũng không gần như là thành lý nốt mà. Duy nhất size 40 anh em. 1.250.000 sale còn 650.000. Tặng kèm một móc khóa cầu lông kim loại và một chạm mồ hôi cổ tay. Còn duy nhất hai đôi size 40. Đó. Tiếp theo thì mở ra hy vọng cho anh em một chút với đôi giày này. Mẫu giày rất là nhã nhặn, rất là màu sắc, rất là màu đen đậm, rất là đẹp và đơn giản. Mẫu giày Li-Ning AITN 019. Đôi giày này sử dụng dòng đế chuyên cho sân bê tông của hãng Li-Ning. Đây là dòng đế lâu đời nhất của hãng Li-Ning với đầy đủ các công nghệ giảm chấn, cao su chống mài mòn và chống lật. Đế đôi giày được làm hơi bè đó, mọi người có thể nhìn thấy. Và đây là điểm gờ chống lật. Về chất liệu da thì đôi giày này sử dụng chất liệu da thôi, nói da nhân tạo thôi chứ cũng chẳng biết miêu tả thế nào. Đó, da. Kết hợp với đó là chất liệu vải dệt. Thì cái vải dệt lưới này nó sẽ giúp cho đôi giày rất là thông thoáng và đi vào chân rất là dễ chịu. Ngoài ra thì nó có một số điểm nhấn, giả sử như nó có các cái miếng da, có các biểu tượng đa màu sắc giống như cầu vồng ấy. Ở trên phần cột dây này cũng thế, đều sử dụng chất liệu da đó. Thì mình quay như này nhìn nó không rõ, nhưng khi mọi người cầm đôi giày, mọi người nó kiểu đa sắc cầu vồng, mọi người mới nhìn thấy được. Để này nó nhìn nó không lóe lên. Đấy, thì đôi giày này có thể nói là một trong những đôi giày bán chạy nhất của Hùng trong 2019. Thì đợt vừa rồi vẫn kiếm được một ít thì vẫn là bán giá siêu cho anh em thôi. 1.250.000 giảm giá còn 680.000, tặng kèm một móc khóa cầu lông và một chặn mồ hôi cổ tay, về phía ship khách hàng tự thanh toán. Đây, có size 40 và 41 nha anh em. Anh em nào đi 40 41 liên hệ Hùng ngay. Đây là một mẫu giày rất là lý tưởng cho anh em chơi sân bê tông, hoặc là anh em nào không có kinh phí mà vẫn muốn sắm cho mình một đôi giày chất lượng thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời. Tiếp theo nữa, mẫu giày Li-Ning
AITM071. Đây là mẫu giày thuộc dòng Chenlong TD. Mẫu giày rất là hầm hố, đế của nó rất là dày, có đầy đủ công nghệ giảm chấn, công nghệ chống lật và đế chống mài mòn rất là tốt. Con này có thể nó top những đôi giày có cái đế dày nhất, như là anh em mà cày sân bê tông hay sân thảm thì đều thoải con gà mái luôn. Khách mua giày bên Hùng, mấy ông đi sân thảm, ông bảo nếu đi đôi này không biết là không biết bao giờ nó mới hỏng, đế nó quá dày. Nhưng đi cùng với đó chính là đôi giày này nó lại hơi nặng. Đôi giày này đi hơi nặng. Và đôi giày này đây chống lật, một là cái đế nó làm bè ra như này, hai đó là nó làm hai cái cạnh nó cao lên để giữ cho cổ chân chúng ta cực kỳ cố định và an toàn. Đấy, đây điểm nhấn của đôi giày này là có một cái dây đằng sau giống như kiểu cho chúng ta xách ấy. Hôm nọ có khách vừa mua về, thế là anh hỏi Hùng cái này để làm gì. Hùng bảo treo cái này chắc là để xách cho dễ em. Thế là ông ấy cắt bố đi. Ông ấy cắt bố đoạn này đi, ông chụp ảnh gửi cho mình. Đấy, đôi giày này là giá gốc là 1.750.000, là mua giày thuộc tầm cao của hãng Liên Hinh. Dĩ nhiên là trên tầm cao thì có giày cao cấp nha. Đấy, thì đôi này giá gốc 1.750.000, 499 tệ. Về chất liệu da thì đôi giày này khỏi nói rồi, một là chất liệu da này sử dụng công nghệ ép nhiệt lên lưới nha, nó không sử dụng đường may, sử dụng 100% công nghệ ép nhiệt, một trong những công nghệ hiện đại nhất hãng Liên Hinh. Và nó có 3 lớp chất liệu cơ. Lớp đầu tiên là lớp da, với lớp này chúng ta hoàn toàn có thể lau chùi một cách rất là dễ dàng. Lớp thứ hai là lớp lưới sợi cước, rất là bền chắc chắn. Lớp thứ ba là cái lớp gạch này, các tăng điểm nhấn làm cho đôi giày nó đẹp hơn thôi. Đấy, đôi giày nhìn quá chất. Về keo của đôi giày này khỏi nói, nhìn đôi giày này kiểu đấy đấy, nó giống như kiểu nó đúc, rất là dày. Công nghệ chống chốt OS này, công nghệ chống chống mài mòn má này. Những bạn nào hay bị mòn cái má này nhiều và hay bị gọi là khi mà dê chân mà bị xước chỗ này thì đôi giày này là công nghệ chốt OS này, nó có tác dụng là hạn chế điều đó. Ok, anh em hiểu chưa? Đấy, đôi giày rất là đẹp, rất là hâm mộ. Đôi giày này trên thị trường đa phần từ khi trước nó ra mắt thì chưa bao giờ hạ dưới mức 1.6 triệu cả. Nhưng Hùng đang bán cho mọi người mức giá là 1.750.000, sale còn 920.000. Tuy nhiên thì nó chỉ có duy nhất size 41 thôi. Anh em nào đi size 41 liên hệ Hùng, chỉ còn duy nhất hai đôi size 41. Ok, và tiếp theo cũng là mã giày đó, Liên Hinh AITM071. Anh em có thể đánh mã đấy lên mạng để tham khảo về giá và các thứ. Cực kỳ hiếm Hùng mới kiếm được, nói thẳng như thế. Cũng là mã đấy nhưng màu, cái thể màu này nó đơn giản nhã nhặn hơn, thì anh em nó thích sự đơn giản nhã nhặn hơn thì chọn màu này. Cũng chỉ duy nhất size 41 thôi anh em nha. Màu này là màu tím than kết hợp với đỏ. Duy nhất size 41 thôi ạ. Thực ra thì bây giờ bên Hùng gần như là cũng bán hết sạch hàng rồi. Tiếp theo là một mẫu giày mà Hùng vô cùng yêu thích, mà mẫu giày gần đây nhất mà Hùng đi. Mẫu giày Liên Hinh AITM081 màu trắng. Đây là mẫu giày áp dụng dòng đế ra mắt vào tháng 6 2017 Liên Hinh, với đặc điểm đó là chống mài mòn tốt, rất nhẹ và êm. Cũng rất là êm, rất nhẹ và êm. Đặc điểm đôi giày này là nó rất là nhẹ. Về chất liệu da thì đôi giày này sử dụng 100% chất liệu da rất là mềm, với các lỗ đục ở trên này để giúp cho đôi giày thông thoáng. Đôi giày đi rất mềm và rất là êm, đi nhẹ. Đó. Đây mọi người có thể nhìn trực diện nó đây. Nhìn ngang. Đấy, với đôi giày này thì bên Hùng chỉ còn duy nhất hai đôi size 43, 1.750.000, giảm còn 850.000 cho anh em nha, tặng một móc khóa và một chặng mồ hôi cổ tay. Về phí ship anh em tự thanh toán, chưa bao giờ có mức giá nào tốt như này cho đôi giày này. Tại vì lại sai nên Hùng mới ra hạ giá xuống như thế nha. Đó, còn duy nhất size 43, anh em ở đây 43 liên hệ Hùng ngay. Đôi giày này đi rất là bền, Hùng đi gần 1 năm trời ấy, mà Hùng cày cả sân thảm cả sân bê tông. Mà đi nó sứa, nó nhẹ và êm. Còn mẫu gì ta? Đây rồi, và bây giờ chúng ta đến với một số mẫu giày ở tầm cao với mức giá trên 1 triệu và là những mẫu giày mới nhất với những công nghệ mới nhất nha. Chúng ta đi, anh em muốn cho tìm cho mình một đôi giày xịn sò nhưng lại có mức giá rất là hợp lý thì liên hệ Hùng ngay. Ok, đây là đôi giày đắt nhất của ngày hôm nay, mẫu giày mới nhất có tên là Liên Hinh AIZP007, dòng đế ra mắt vào cuối năm 2019. Có thể nói là một trong những dòng đế mới nhất của hãng Liên Hinh bây giờ. Về dòng đế mọi người có thể nhìn thấy nó chất liệu cao su chống mài mòn của nó giống như kiểu trong suốt vậy. Nó thêm màu xanh trong suốt ấy, màu xanh trong suốt. Bên trong chúng ta có thể nhìn thấy những điểm như này, là những điểm công nghệ gì đó, cũng hiểu là có thể nó là những điểm công nghệ giảm chấn. Nó sử dụng công nghệ Provalock, đây là công nghệ chống xoắn với miếng nhựa ở giữa và miếng nhựa ở hai bên này, giúp cho đôi giày ổn định, không bị xoắn theo chiều chéo như này, chéo như này, mọi người hiểu không? Thì đôi giày đi rất là ổn định và chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Đôi giày này sử dụng công nghệ giảm chấn với biểu tượng như này, chắc mọi người cũng đã từng biết đến một số video giới thiệu rồi. Đó là công nghệ đế Liên Hinh Cloud, công nghệ giảm chấn Liên Hinh Cloud, với một video công nghệ giảm chấn Liên Hinh Cloud bắt đầu được ra mắt và áp dụng vào mẫu giày chạy của Liên Hinh đầu tiên vào năm 2017, và đến tận cuối năm 2019 thì Liên Hinh mới bắt đầu áp dụng cái công nghệ giảm chấn này vào trong giày cầu lông. Công nghệ giảm chấn này thì trong một video mình đã đăng rồi, nó thả một quả trứng từ trên cao xuống và nó rơi vào chất liệu này thì nó không bị vỡ và nó bật lên, nó bật ra đất nó mới bị vỡ. Thì tí Hùng sẽ để cái đường dẫn của cái video đấy để cho mọi người xem, để mọi người không bảo Hùng chém gió. Ok không ạ? Chất liệu nó hai lớp giảm chấn, lớp đỏ này, rất cũng rất là mềm này.
và lớp cloud màu trắng này. Và hai lớp này kết hợp vào nó tạo ra một lớp giảm chấn khá là dày. Thì Hùng rất là thích cái kiểu màu đế này, trong kiểu trong suốt này. Và nó còn có khắc một hàng chữ là anything is possible. Bất cứ điều gì cũng là có thể, có nghĩa là đây là cái slogan của hãng. Tức là tất cả mọi điều thì đều có thể xảy ra, đều có thể làm. Chúng ta có thể làm tất cả mọi điều, có thể dịch ra như thế. Đấy, về chất liệu da thì con này sử dụng chất liệu da này, một là đơn giản là nó rất là dễ lau chùi, da cũng là da nhân tạo thôi. Nhưng mà kiểu của nó làm kiểu đan sen, kiểu sợi carbon, mọi người có thể nhìn thấy. Kết hợp với đó là nó sử dụng chất liệu da, nó sử dụng công nghệ ép nhiệt ép lên. Đấy, đa phần chất liệu của đôi giày này là chất liệu kiểu da nhưng mà kết cấu kiểu carbon và lỗ thông thoáng khí đây. Đôi giày màu xanh dương rất là đẹp, rất là trẻ trung. Còn sau gót này thì nó làm cái giữ form gót. Thực ra trong này nó cũng có một lớp rất là cứng rồi. Làm cái này để làm cái đôi giày theo hình thì nó đẹp hơn. Đấy, công nghệ Linen Cloud nhá. Đôi giày này có giá gốc là 599 tệ khi nó ra mắt, tức là nó rơi vào khoảng 2.050.000 tiền Việt Nam. Và bên Hùng đang khuyến mãi còn 1.300.000. Tặng kèm một cuốn cán chống trơn, à không còn cuốn cán nữa, tặng kèm một móc khóa cầu lông và một chặn mồ hôi. Và đặc biệt với những mẫu giày trên 1 triệu thì bên Hùng có chương trình miễn phí ship. Chỉ duy nhất lần này, chưa từng bao giờ bên Hùng có chương trình miễn phí ship. Bây giờ có chương trình miễn phí ship cho anh em. Size của đôi giày này là size 39.5, tức là tương đương với size 39 của hãng khác. Size 40, size 41, size 42. Và một đôi size 43. Nói chung là mỗi size nó chỉ có 1-2 đôi thôi ạ. Nếu anh em nào thích thì liên hệ Hùng ngay. Đôi giày rất đẹp. Ok, tiếp theo đó là cũng là đôi giày đó, IZP07, nhưng mọi người thích phong cách đơn giản và nhã nhặn hơn thì mọi người có thể lựa chọn mẫu giày này. Mẫu giày với cũng là mẫu giày đó, nó chỉ khác màu thôi và nó khác về chất liệu da. Nó đôi kia sử dụng da kiểu dệt carbon thì đôi này sử dụng chất liệu da kiểu ống ánh kiểu sắc cầu vồng. Với chất liệu da này thì mọi người lau cũng được, nhưng mà tuy nhiên thì nó không thể dễ dàng bằng cái chất liệu kiểu da kiểu carbon kia được. Mà với đôi này cái màu trầm như này thì nó bẩn, thậm chí chúng ta cũng không phát hiện ra đâu. Thế trong hai màu thì Hùng lại phát hiện ra là màu này bên Hùng bán chạy hơn. Hùng thì Hùng thích màu xanh dương hơn, nhưng mà thực tế thì màu này nhiều người thích hơn. Chắc là do họ thích cái phong cách đơn giản. Đôi giày này form giày khá là gọn nhá. Và size giày cũng giống như đôi kia, 39.5, 40, 41, 42, 43 nha anh em. Ok, tiếp theo là mẫu giày Linen ITM031 cũng ra mắt vào cuối năm 2019. Nó sử dụng dòng đế tương tự với đôi ITM081 duy nhất size 43 lúc trước Hùng giới thiệu, với đặc điểm là chống mài mòn cao, rất nhẹ và rất là êm. Đấy. Về chất liệu da của đôi này thì đôi giày này sử dụng chất liệu da này. Chất liệu da và nó ép lên lớp lưới. Lớp lưới này rất là mềm mại và rất là thoáng. Đi vào chân nó sẽ cảm giác rất là dễ chịu và nó cũng giúp cho đôi giày nhẹ hơn rất là nhiều. Trên này nó có biểu tượng LN Bermuda, tức là ký hiệu cho cụm từ Lining Badminton. Về đằng gót này nhìn nó rất là xịn sò. Đôi giày là màu sắc rất là đơn giản và nhã nhặn và bán đôi giày này cũng rất là chạy. Hiện tại mẫu giày này thì còn size 39.5 còn 1 đôi, 40 còn 1 đôi, 41 còn 1 đôi, 42 còn 1 đôi luôn, 43 hết hàng rồi. Đấy, thì anh em nào thích mẫu giày này liên hệ Hùng. Giá khuyến mãi là 1.750.000, giảm còn. Đôi giày này ra mắt là 499 tệ nha anh em. Tức là nó khoảng 1.750 và giảm còn 1.150.000, tặng kèm một móc khóa và một chặn mồ hôi. Về phí ship thì về phí ship thì bên Hùng cũng miễn phí ship nha. Đang có ưu đãi đó cho anh em đó. Ok, tiếp theo mẫu giày. Mẫu giày Linen ITP023 cũng là mẫu giày mới, với giá gốc cũng là 1.750.499 tệ. Đôi giày này sử dụng đơn giản, nó có đầy đủ công nghệ cao su chống mài mòn này, giảm chấn này, nhẹ này. Đây là dòng giày có tên là Light TD. Nó thể hiện rằng đôi dòng giày này là dòng giày khá là nhẹ. Với chất liệu giảm chấn của đôi giày này, mọi người nhìn thấy biểu tượng gì rồi đấy ạ? Chính là chất liệu Linen Cloud. Và cái lớp Linen Cloud này nó khá là dày, rất là dày. Nên là đôi giày này Hùng tin là nó đi cũng rất là êm đó. Về chất liệu của đôi giày này thì nó sử dụng da, và nó kiểu da nổi cơ, nhìn rất là bắt mắt. Và da này rất là dễ dàng lau chùi. Và nó cũng ép lên, sử dụng công nghệ ép nhiệt. Nó ép lên lớp lưới. Đấy mọi người cào, Hùng thấy Hùng cào, không có xước xiết gì nha. Bên trong có các lỗ thông khí. Các lỗ thông khí, dưới lớp lưới này có những lỗ thông khí. Đấy đôi giày, nhìn rất là sang và nhìn rất là hiện đại. Với đôi giày này bên Hùng hết size 41, còn size 39.5 một đôi, size 40 2 đôi, 41 hết, 42 còn một đôi, 43 còn 2 đôi. Đó. 1.750 siêu còn 1.200.000, cũng tặng kèm một móc khóa và một quấn cán, một móc khóa và một chặn mồ hôi. Về phí ship thì cũng miễn phí ship cho anh em. Anh em mà hay mua hàng bên Hùng thì đều biết là không bao giờ Hùng miễn phí ship cả, nhưng mà thôi, miễn phí ship tạo điều kiện cho anh em thì Hùng còn nhanh chóng bán hết hàng, Hùng còn chuyển kho 24 25 này là chuyển kho hàng rồi, hôm nay đã là 20 rồi. À, còn một mẫu giày nữa, cùng lấy ra. Những giày này thì chỉ còn hai đôi thôi.
Tôi lên mẫu giày màu rất là đơn giản, kết hợp hai màu sắc đen và trắng. Dòng đế cũng là dòng đế 2017 của Liên Minh. Chống mềm mòn, giờ nhẹ và êm, chống lại. Về chất liệu da thì đôi giày này nó sử dụng chất liệu da và nó cũng ép lên một lớp lưới, nhưng mà cái tỷ lệ ép nó khá là dày. Đây, những cái trắng trắng là đều là da hết và bên trong là lớp lưới. Thì đôi giày đi khá là thoải mái và dễ chịu cho chân. Mẫu giày này thì ra mắt năm 2018. Mã là Liên Minh ITP015. Ok, vẫn để ưu đãi cho em, quyết định còn hai đôi cuối để ưu đãi cho anh em, hai đôi cuối size 40 nhá. 1750 đôi giày này giá ra mắt cũng là 499 tệ 1750. Giảm còn 1080k. Và cũng tặng kèm một móc khóa và một chặn mồ hôi và miễn phí ship cho mọi người, miễn phí ship. Phí ship mỗi đôi giày nó cũng phải rơi từ 40 đến 60 nghìn đấy ạ. Đấy. Màu trắng đen, còn hai đôi size 40 nha anh em. Đó là tất cả những mẫu giày mà hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người. Hãy lựa chọn mình một mẫu giày tuyệt vời và ưng ý nhất. Tranh thủ cái cơ hội này nha mọi người. Thông tin là trong năm nay thì rất khó sẽ có một cơ hội tiếp theo đấy. Đặc biệt là trong khi mà đại dịch nó không biết khi nào mới kết thúc. Và thực sự là khi Hùng mà bán hết đống hàng này thì chắc là Hùng phải chuyển sang nhập cái khác về bán thôi, bởi vì bây giờ cũng không thể nhập được giày. Nó quá khó bởi vì bây giờ là đang dịch và cái việc nhập hàng từ Trung Quốc về cực kỳ là khó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.